Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Cho Phản Stock. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của năm mới năm 2023, kết thúc một cái năm đáng buồn của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 và bước sang năm mới. Em kính chúc quý anh chị nhà đầu tư mình nhiều sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc. Mong cho năm mới thì Vini của chúng ta sẽ bứt phá hơn năm cũ anh chị ha. Và chúc anh chị nhà đầu tư sẽ có một năm thành công rực rỡ trong cái quá trình đầu tư của mình. Chúng ta đánh đâu thắng tới đó ha. Dạ rồi, thì trước khi bắt đầu buổi phân tích video ngày hôm nay thì những anh chị nào mình mới theo dõi kênh của em, anh chị cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh. Trường hợp anh chị muốn tham khảo những cái nhận định thị trường hoặc là kiến nghị về mua bán cổ phiếu thì có thể tham khảo ở room cộng đồng. Anh chị có thể quét cái mã QR bên góc màn hình phía trên góc bên trái để chúng ta tham gia vào cái nhóm đó. Như thường lệ thì em sẽ tóm tắt tổng quan cái xu hướng của Verni cũng như là xu hướng sắp tới để mà anh chị mình định hình được cái chiến lược đầu tư sao cho nó phù hợp nhất. Thì anh chị mình thấy là 2 tuần trước đổ lại, Verni của chúng ta có xu hướng giao dịch nó chậm lại, đúng không? Giao dịch khá là ảm đạm và cái thanh khoản thì bị suy yếu. Đó, thanh khoản nó chỉ giao dịch dưới 10.000 tỷ thôi, thì đây là một cái thanh khoản rất là thấp. Và cái tuần trước á, sau khi mà VN của chúng ta có một cái nhịp mở biên rơi 35 điểm, anh chị mình thấy sau cái phiên này thì thị trường bắt đầu giao dịch với spread hẹp trở lại nè, thanh khoản nó cũng không có cải thiện. Thì lý giải về cái việc mà thanh khoản yếu như thế này thì cũng một phần là do cuối năm anh chị. Thì tâm lý nhà đầu tư của chúng ta sẽ có xu hướng là rút tiền ra khỏi thị trường nè, đúng không? Thì đầu năm mới mới có tham gia trở lại, hoặc là những cái quỹ, những cái tổ chức lớn họ cũng có xu hướng chốt NAV rồi tất toán cái margin nữa. Thành ra là ở những cái ngày cuối năm á, cái trạng thái giao dịch nó không có được sôi động, nó là như thế. Và với cái yếu tố mà giao dịch với khối lượng thấp như thế này thì anh chị mình cũng lưu ý là chủ yếu trong cái vùng này là cái vùng nhà đầu tư của chúng ta giao dịch với nhau thôi, chứ dòng tiền thông minh đang có xu hướng đứng ngoài chứ chưa có quay trở lại thị trường. Đó, anh chị lưu ý cái dòng tiền thông minh ở đây là dòng tiền của các tổ chức lớn nè, của các quỹ đầu tư nè. Đó thì em chưa thấy tín hiệu cái dòng tiền này nó quay trở lại. Và đây cũng là cái điểm yếu của thị trường ở thời điểm hiện tại anh chị ha. Thị trường ở thời điểm hiện tại đang có trạng thái là gì? Kiệt cung và thiếu lẫn cầu luôn đó. Và trong cái trạng thái mà chưa xác định được rõ xu hướng như thế này thì cá nhân em cũng như là hệ thống khách hàng đã đề ra cái chiến lược, đó là gì? Hạn chế việc mua bán quá nhiều cổ phiếu. Bởi vì là trong một cái xu hướng mà chưa xác định rõ là tăng hay giảm thì việc anh chị mình mua bán quá nhiều á nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Mà anh chị mình xét về cái xu hướng xa hơn một chút, đó là từ cái giai đoạn đầu tháng 12 cho đến thời điểm hiện tại đi, là trải qua một tháng thì anh chị mình có thể thấy là VN đang trong một cái xu hướng là gì? Hạ đáy và hạ đỉnh nè, đúng không? Hạ đỉnh hạ đáy, một cái xu hướng đang giảm. Thì việc mà chúng ta đầu tư trong một cái xu hướng mà có chiều hướng giảm như thế này, hạ đỉnh hạ đáy á, thì rất khó để mà anh chị mình có thể tìm kiếm được lợi nhuận, đúng không? Trong giai đoạn trước đó, ví dụ như giai đoạn mà thị trường xuất hiện bùng nổ theo đà và bước vào một cái giai đoạn thân cá, anh chị mua đâu đâu chúng ta cũng mua cái mã nào mình cũng có lãi cả. Đó, thì thành ra là mình bị lậm cái việc mà cứ mua vào là có lãi. Đó, nên nếu như trường hợp mà thị trường á nó xuất hiện những cái tín hiệu rủi ro, đúng không? Và em cũng đã có cảnh báo với anh chị mình bằng cái yếu tố gì? Thứ nhất nè, về những cái vùng thị trường tăng, về những cái vùng quá mua nè, rồi như là không có một thị trường nào tăng mãi cả, đúng không? Tăng thì nó phải có những cái sự nghỉ chân, những cái sự tạo đà trở lại rồi nó mới tiếp tục tăng được. Tăng có tăng thì phải có chỉnh thì sau đó nó mới tiếp tục tăng được đó. Thì anh chị mình có thể thấy có những cái tín hiệu ví dụ như là chỉnh lại cái đà tăng nhưng khối lượng lớn, và ngay sau cái phiên này thì bắt đầu là VN xuất hiện một cái nhịp rủi ro là gì? Giảm điểm, giảm với biên độ lớn, kèm theo đó là khối lượng cực đại. Đó, thì có phải là đây là những cái tín hiệu mà chúng ta buộc phải quay về cái trạng thái gọi là phòng thủ không? Đó, thì có phải là trong cái giai đoạn này em đã có tư vấn nhà đầu tư của mình là gì? Hạ cái tỷ trọng.
danh mục đó. Ví dụ trong cái giai đoạn này nè, room khách hàng của em cũng cho báo hạ tỷ trọng danh mục, anh chị có thể tham khảo ha. Ví dụ như ngày 19 tháng 12, tức là 2 tuần trước, thì mình có chia sẻ là gì? Đây, ví dụ như nâng cái mốc cut loss của mã cổ phiếu IDC, mình có tham gia đánh lướt. Đó, khi mà thấy là gọi là gì? Tích lũy nhưng vẫn chưa có xuất hiện điểm break, thì phòng trường hợp cổ phiếu nó rũ một nhịp, đó thì em cũng nâng cái mốc cut loss lên từ 32 lên tới 36 luôn. Tức là ví dụ như đợt là mình mua cổ phiếu này nay tại nền quanh cái vùng giá 38 đi, thì mình cut loss ở giá 32.5, đâu đó khoảng 7-8% á. Nhưng mà gì, khi mà thấy những cái tín hiệu sắc A của cổ phiếu liên tục thì mình nâng cái mốc cut loss lên anh chị, tức là chỉ gọi là vi phạm 3-4% là mình cắt ngay. Đó, rồi ví dụ như anh chị mình tham khảo cái nhận định ngày 20 tháng 10, 12 ha, thì em có chia sẻ là gì? VN Index chưa có xác nhận dòng tiền nhịp 2 nên mình không đánh say máu ở nhịp sideway như hiện tại. Cũng như vùng này anh chị có sử dụng margin thì mình hạn chế sử dụng, nó quá căng. Nếu có lãi anh chị canh chặn lãi phù hợp nè, và phân bổ tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục khoảng 3 đến 4 mã thôi thì nó sẽ ok. Ví dụ như ở vùng đỉnh này anh chị mình mua 10 mã, đúng không? Về tới đây thấy xuất hiện tín hiệu rủi ro thu hẹp lại, mình còn 5 mã thôi. Đó thì đó là cái cách chúng ta quản trị tài khoản nó được tối ưu nhất. Chị lưu ý ha. Còn nếu như anh chị nào mà chúng ta gọi là bị quá say máu trong cái nhịp này rồi, chúng ta bị lậm cái trạng thái gọi là gì, cứ mua vào là có lãi á, mà trong cái giai đoạn thị trường nó bắt đầu khó khăn hơn, cái giai đoạn mà hạ đỉnh hạ đáy nè, mà chúng ta cứ mua bán liên tục, rồi chúng ta gọi là gì, kỳ vọng mua vào để gỡ lại lỗ những cái phần mà mình tham gia cái giai đoạn này nè bị lỗ á, đó mình mua vào một cái mã cổ phiếu mình kỳ vọng nó gỡ lại được á, thì cái tài khoản anh chị mình khả năng bị hao hụt rất là cao, đúng không? Bởi vì nè, nếu mà xu hướng thị trường đang có chiều hướng đi xuống thì 80%, 90% cổ phiếu nó cũng sẽ có chiều hướng đi xuống. Và cái việc mà anh chị mình mua trong cái giai đoạn này á, để mà nói có lãi là rất khó nha. Trong cái giai đoạn mà hạ đỉnh hạ đáy á, anh chị mình lưu ý cái cách giao dịch nó cũng sẽ khác hơn rất là nhiều so với cái việc anh chị mình đầu tư trong cái giai đoạn mà thị trường đi lên. Đó, anh chị mình để ý á, trong cái giai đoạn này mình mua vào không có lãi, thường mua tại nền. Ví dụ như cá nhân room khách hàng của em đi, thì có hướng dẫn cho room khách hàng của FPT ngay tại vùng nền giá. Nhưng đến thời điểm hiện tại cổ phiếu nó chưa thể bứt được, nó vẫn cứ sideways thôi. Hoặc là ví dụ như BVD nè, mình cũng cho mua tại nền luôn, nhưng cổ phiếu sao anh chị mãi vẫn chưa bứt được, bởi vì thị trường đang thiếu dòng tiền. Đó, thì trong cái giai đoạn mà thị trường đang có xu hướng mà hạ đỉnh hạ đáy á, cái việc mà anh chị mình đầu tư mà chúng ta không bị lỗ là đó đã thành công rồi, chúng ta giữ được tiền của mình là đã thành công rồi. Lưu ý ha. Còn một cái cách mà giao dịch để anh chị mình muốn có đầu tư có lãi trong cái giai đoạn mà xu hướng sideways như thế này nè, thì nó chỉ có một cái phương pháp, đó là anh chị mình phải mua giá thấp của cổ phiếu xong sau đó mình bán giá cao. À, mà cái việc mà anh chị mình canh mua cổ phiếu giá thấp á, mà bán giá cao á, đòi hỏi anh chị mình phải có kinh nghiệm đầu tư rất là nhiều, mình phải có một cái kỹ thuật rất là cứng, một cái sự nhạy bén khi mà đầu tư, cũng như là một cái cảm về thị trường nữa, thì chúng ta mới có thể gọi là xác định được, có thể gọi là định hình được cổ phiếu này giảm nó có khả năng tăng được hay không. Đó. Cái việc mà em từ lúc mà anh chị mình tham khảo cái kênh của em, tham khảo nhiều video, thì em chưa bao giờ em tư vấn anh chị mình mua thấp bán cao cả. Cái việc mà anh chị mình muốn gọi là mua đáy mà bán đỉnh rất là khó, đúng không? Đó, thường em hướng dẫn anh chị là mua sideways thôi. Nhưng trong cái giai đoạn này mua sideways mình nhận thấy là gì, rất khó để mà chúng ta có lãi anh chị. Đó, ví dụ như cổ phiếu hai FPT với lại BVD đó, em mua sideways nhưng bây giờ nó vẫn cứ sideways thôi, nó đang thiếu dòng tiền nên là mình chưa có lãi được. Đó, còn việc mà anh chị mình mua ngay tại cái điểm mà cổ phiếu nó break hụt á, đó thì cái việc anh chị mình lỗ rất là cao nha. Đó thì chúng ta phải có một cái xác định về cái xu hướng. Em lấy ví dụ mua break trong cái giai đoạn này đi, cổ phiếu SBT nè, nè nổ được một phiên nè, đúng không? Nhưng mà hàng về nếu chốt không kịp ha, anh chị mình thấy là hồi vốn liền không? Qua cái phiên T3 thôi là nó
về lại cái giá vốn anh chị mình mua liền đó. Mà nếu như anh chị mình mua giá vốn không tốt ha, mua đầu đỉnh cái phiên break luôn giá 14.5 nè, hoặc là hôm sau mình mua giá 15 đi, thì có phải là hàng về mình phải cắt lỗ không? Đó, nó là như thế. Thì thành ra trong cái giai đoạn này em nhận thấy là cái việc mà chúng ta mua tại nền á, một là nó sẽ an toàn, thì cái khả năng mà chúng ta sinh lợi nó sẽ có hoặc là không. Anh chị lưu ý ha, trong cái giai đoạn mà thị trường đang có xu hướng mà hạ đỉnh hạ đáy á, thì việc mua sai quay nó sẽ gọi là tương đối an toàn, nhưng cái việc mà sinh lại lợi nhuận á thì phải chờ cái tín hiệu dòng tiền, đúng không? Khi nào có tiền vào cổ phiếu đẩy giá nó mới tăng được. Còn trong cái giai đoạn hạ đáy hạ đỉnh mà anh chị mình mua cái điểm break á, nó cũng chưa thật sự tối ưu đâu. Đó, ví dụ như anh chị mình thấy cổ phiếu VGI chẳng hạn đi. Nè. Break được một cây đúng không? Tích lũy nền, break cây rất ổn. Nhưng mà sao? Xu hướng thị trường không có thuận lợi, bởi vì đang trong một cái xu hướng đau mà, sideways đau mà, nên thành ra cổ phiếu nổ một cây, sau đó hàng về là gì? Đỏ lại nè. Nếu chốt không kịp là về lại cái giá vốn, về lại cái giá nền luôn. Đó, mà ai mua cái vùng giá cao nè, mới dễ chết nè, đúng không? Đó, hàng về là phải cắt lỗ. Đó, thì thành ra em nhận thấy một cái điểm trong giai đoạn hiện tại á, cái cách mà anh chị mình lưu ý giao dịch á, đối với cá nhân room khách hàng của em đi, thì em sẽ không có gọi là mua bán quá nhiều, và thay vì cái thời gian mà mình gọi là trading mà không sinh ra được cái biên lợi nhuận tốt á, thì mình sẽ dành cái thời gian đó và mình quan sát thị trường, quan sát cổ phiếu nó sẽ tối ưu nhất. Anh chị lưu ý ha. Còn cái cách mà anh chị mình gọi là mua thấp và bán cao á, thì những anh chị mà chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều trong đầu tư nè, chúng ta chưa có những sự nhạy bén, chưa có những sự nhanh nhẹn về cách xử lý cổ phiếu á, thì em khuyến khích anh chị mình không nên gọi là mua theo cái hướng, cái phương pháp này nha. Chúng ta nếu mà anh chị nào mà thường không có thời gian theo dõi cổ phiếu một cách liên tục á, chúng ta cũng đừng có mua bán theo cái cách mà canh cổ phiếu giá giảm mua rồi tăng lên bán, rất khó nha. Cái việc mà anh chị mình mua những cái mã cổ phiếu như thế á, theo cái cách giảm mua tăng bán á, thì như em có chia sẻ rồi, mình phải có một cái cảm về cổ phiếu nữa, và phải có một cái góc nhìn cổ phiếu đó nó có khả năng tăng giá sau khi điều chỉnh hay không. Ví dụ như cổ phiếu nó anh chị mua giá đỏ đi, nhưng mà hàng về nó không có tăng được, thậm chí nó còn giảm sâu hơn nữa, thì mình mua làm cái gì, đúng không? Nên thành ra những cái việc mà anh chị mình mua thấp bán cao á, chúng ta em gọi là số đông em sẽ không có khuyến khích ha. Còn những anh chị nào chúng ta quá rành rọt về cái phương pháp kỹ thuật nè, chúng ta có những cái phương pháp riêng về mua bán, thì ok anh chị mình có thể đầu tư theo cái phương pháp đó trong cái xu hướng hạ đỉnh hạ đáy của thị trường đó. Thì anh chị mình lưu ý trong mỗi giai đoạn sẽ có một cái cách đầu tư nó phù hợp nhất, nhưng cá nhân đối với room khách hàng của em thì vẫn đang gọi là nắm giữ tiền mặt, và chúng ta gọi là quan sát vào cổ phiếu, những cái mã cổ phiếu khỏe thôi đó, để mà chuẩn bị cho cái nhịp sắp tới của thị trường. Vậy thì đâu sẽ là cái nhịp, thời điểm nào thì vào đi của chúng ta nó sẽ bắt đầu vào một cái chu kỳ sóng mới, đúng không? Ví dụ như cái nhịp hồi phục này là cái nhịp hồi phục thứ nhất của thị trường nè. Vậy khi nào, thời điểm nào thì VNI nó sẽ xuất hiện được cái nhịp tăng điểm số 2, đúng không? Thì ở đây mình không có dự đoán được chính xác thời điểm nào VNI nó sẽ tiếp tục bước vào cái chu kỳ tăng điểm thứ hai, nhưng mình sẽ gọi là gì anh chị? Dựa vào những cái tín hiệu luôn. Đó, thì ở đây em đưa ra hai cái kịch bản về cái xu hướng của VN Index trong cái tuần sau, để mà anh chị mình nắm bắt. Nếu mà nó rơi vào cái trường hợp nào đó thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược nó phù hợp nhất. Thì ở đây anh chị mình lưu ý nè, VN của chúng ta đã có một cái giai đoạn em tạm gọi là tạo đáy ngắn hạn đi. Thực sự đây chưa phải là cái phiên mà tạo đáy thành công của thị trường đâu, mà chẳng qua là nó hồi phục được và nó giữ được trên này đó. Thì cái đáy thứ nhất của VN Index đó là một cái đáy 980, cái vùng 980, lưu ý ha. Thì thông thường khi mà thị trường muốn đi lên á, nó không tạo một cái đáy mà nó đi lên đâu, nó sẽ có xu hướng test lại cái đáy thứ nhất đó. Và cái yếu tố mà retest lại cái đáy thứ nhất này nè, nó sẽ có hai cái kịch bản anh chị mình lưu ý. Ví dụ
Đây, ví dụ như cái phiên hôm thứ 6 đi, là cái phiên mà VN-Index nó mở gap up nè, đúng không? Nó mở gap up xong nó quay về lắp gap, đóng cửa thấp nhất phiên nè. Thì nếu mà theo quán tính, tiếp tục cái phiên ngày mai sẽ là một cái nhịp giảm điểm của thị trường. Một cái nhịp thì VN nó sẽ có xu hướng nó quay về, nó retest cái vùng đáy này. Nếu như cái phiên quay về test cái đáy 980 này mà khối lượng thấp, sau đó nó xuất hiện một cái phiên đỡ cung, thì có khả năng thị trường nó sẽ tạo cái mẫu hình hai đáy và bắt đầu là sẽ có những cái điểm hướng lên, có những cái điểm pivot, có những cái điểm khởi sắc về cái dòng tiền đó, để mà chúng ta có thể xác định được là thị trường bước vào một cái nhịp đẩy giá số 2. Đó, thì đó là cái kịch bản mà test hai đáy thành công. Em lấy ví dụ ha. Đây là cái trạng thái thị trường test hai đáy thành công nè anh chị. Đó, anh chị mình thấy nè. Lần thứ nhất, lần thứ hai quay về test có yếu tố đỡ cung nè, đúng không? Phiên hôm sau là cái phiên hướng lên nè. Đó, thì sau đó là VN của chúng ta bắt đầu một cái giai đoạn đẩy giá nè. Đó. Còn nếu như test không thành công thì sẽ như thế nào? Thì anh chị mình lưu ý cái kịch bản mà test thủng đáy nó vẫn có khả năng xảy ra nha. Nếu như cái điều kiện đó là gì? Cái thanh khoản cái phiên test á nó bùng nổ. Nó có yếu tố lớn hơn gấp đôi so với trung bình những cái phiên 5 phiên giao dịch trước đó. Cái thanh khoản nó lớn ha. Một cái phiên test mà đóng cửa thấp nhất phiên kèm theo khối lượng lớn thì cái yếu tố gọi là gì anh chị? Cái xác suất mà nó test thủng đáy sâu hơn, nó về lại những cái vùng hỗ trợ nền dưới nè là rất cao. Đó, em lấy ví dụ như trong cái giai đoạn này, anh chị mình thấy nè. Kịch bản tạo đáy lần thứ nhất hồi phục, đúng không? Sau đó có xu hướng quay về retest lại cái đáy thứ nhất này. Và anh chị mình thấy nè, một cái phiên đóng cửa thấp nhất phiên mà cái khối lượng nó có yếu tố lớn hơn so với những cái phiên trước đó, đúng không? Thì bắt đầu là gì? Nó xuất hiện một cái nhịp test thủng cái đáy luôn, đúng không? Nếu mà test đúng đáy á, là chỉ tới 1007 thôi, 1007 thôi là nó phải dừng rồi. Nhưng sao? Trước đó một cái phiên retest khối lượng lớn cho chứng tỏ là gì? Cái lượng cung nó còn quá nhiều, mà muốn rủ cái lượng cung á anh chị là sao? Buộc phải có những cái nhịp rũ bỏ sâu hơn nữa. Đó, thì những nhà đầu tư chưa bán ngay cái vùng này buộc phải cắt lỗ khi mà thị trường nó thủng sâu hơn cái vùng đáy, đúng không? Những ai mua tại đây, mua tại vùng đáy trước, khi mà có xu hướng thủng đáy là gì? Tâm lý bán cắt lỗ liền. Đó, thì khi mà tạo một cái nỗ lực cắt lỗ ở cái nhịp thủng đáy á, thì bắt đầu có một cái phiên đỡ lại cái lượng cung nè, đúng không? Đó, thì đó là cái kịch bản test thủng đáy ha. Và thường á là cái đáy thứ, nếu mà cái đáy thủng á anh chị, là nó sẽ tìm về những cái vùng hỗ trợ nền dưới nè, là những cái vùng 950 nè, cộng trừ 10 điểm nè. Đó, thì trong giai đoạn tuần sau buộc là chúng ta phải quan sát cái xu hướng của thị trường, xem coi là nó sẽ dao động trong cái biên này hay là nó có xu hướng là tìm về những cái vùng 950 sâu hơn, đúng không? Đó, thì cá nhân em mình không có gọi là cố gắng hướng anh chị vào một cái kịch bản nào cả, mà ở đây mình sẽ đưa ra cái góc nhìn nó đa dạng đó, để mà anh chị mình có thể đánh giá được thị trường, đúng không? Em cũng không phải thần thánh gì mà em nói chắc chắn 100% là VN nó sẽ đi theo cái kịch bản này, rất khó ha. Mình phải coi cái phản ứng nó như thế nào, rồi lúc đó em sẽ tư vấn anh chị mình nó cái chiến lược sao cho nó phù hợp nhất. Thì trường hợp nếu như mà thị trường nó test hai đáy thành công á, thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình chú ý những cái mã cổ phiếu nó cho cái tín hiệu tạo hai đáy nè đó, hoặc là nó đỡ giá tốt nè, xu hướng nó khỏe nè, thì lúc đó em sẽ cập nhật cái list danh mục đến với anh chị mình ha. Thì anh chị mình cứ tiếp tục theo dõi video ở những buổi sau, thì nếu như thị trường nó đi theo cái kịch bản nào, em sẽ có cái chiến lược cho anh chị mình theo cái kịch bản đó. Anh chị mình lưu ý trong cái giai đoạn ở thời điểm hiện tại á, là em đánh giá VN đang chỉnh để tạo đà, chứ không phải là chỉnh mà rơi luôn. Chỉnh tạo đà nó khác với chỉnh mà rơi luôn. Chỉnh tạo đà cân bằng lại, có tiếp tục tăng điểm nhịp số 2 đó, thì em đang thiên hướng là thị trường vẫn sẽ có những cái nhịp tăng số 2. Và cái sóng tăng này nè,
chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để mà mình có thể gọi là gì anh chị, tìm kiếm được cái biên độ lợi nhuận tốt nhất trên thị trường, đúng không? Ví dụ như trong giai đoạn giảm đi, anh chị mình lợi nhuận mình không có đó, nhưng chúng ta hạn chế được thua lỗ một cách thấp nhất là chúng ta cũng đã thành công rồi, hoặc chúng ta giữ tiền là chúng ta đã thành công rồi, đúng không? Còn trong cái giai đoạn mà VNI nó tăng điểm thì chúng ta phải đòi hỏi là gì? Sao cho mà cái lợi nhuận nó được tối ưu nhất, đúng không? Thì ở đây mình sẽ chia sẻ một số cái tín hiệu để mà anh chị mình có thể quan sát và theo dõi. Nếu như cổ phiếu, nếu như những cái dòng nào nó xuất hiện những cái tín hiệu như thế thì chúng ta sẽ follow theo và chúng ta có cái chiến lược đánh tối ưu về cái mặt lợi nhuận nhất. Thì em lấy ví dụ trong cái giai đoạn nhịp hồi giữa tháng 5, tháng 6 á, trong cái đoạn này là anh chị đó, thì anh chị mình, nếu mà anh chị mình để ý á, thì từ cái giai đoạn mà giữa tháng 5 cho đến giữa tháng 6 trong một cái quá trình tăng như thế này đó, chúng ta có những cái dòng nào tăng điểm, em sẽ khóa lại cái trục thời gian này nha. Vào ngày 25 tháng 5 thì chúng ta có nhóm nào anh chị? Đầu tiên là mình sẽ thấy nhóm bán lẻ nó tăng nè. Mình nhìn sang ví dụ cổ phiếu FRT đi. Đó anh chị mình thấy nè. Tăng đúng không? MWG cũng tăng. Đó, bán lẻ tăng nha. FPT cũng tăng luôn. Đó, rồi. Ngoài ra thì còn có nhóm dầu khí nữa. Dầu khí anh chị mình thấy là cổ phiếu lead mạnh mẽ nhất trong cái giai đoạn đó là cổ phiếu BSR. Thì đợt đó là em có cho room khách hàng tham gia quanh cái vùng này nè. Đó, mình nhớ rất là kỹ cổ phiếu này. Trong cái giai đoạn đó là chỉ có BSR là nó tăng mạnh mẽ và quyết liệt nhất thôi. BVS và lại BVD á, thì cái xung lực nó yếu hơn. Đồng ý là nó vẫn có duy trì xu hướng tăng, nhưng mà cái xung lực nó yếu hơn con BSR. Nhưng về cơ bản là cái nhóm này vẫn là cái nhóm nhóm tăng điểm ha. Anh chị mình thấy nè, cái giai đoạn hồi phục á là có bán lẻ đúng không, có dầu khí nó hồi, hoặc là như đạm nó cũng hồi nè, DCM cũng hồi nè, đúng không? DBM đã đang bị lắc cái chẹt một chút nha, anh chị mình thông cảm. DPM đó, thì trong cái nhịp hồi từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 năm 2020 á, thì anh chị mình thấy có những cái nhóm nó tăng điểm, nhưng ngược lại sẽ có những cái nhóm không tăng. Ví dụ như đoạn đó thì anh chị mình thấy ngân hàng nó đâu có tăng đâu, mình thấy nè BID nè, đó nó lại chiều hướng giảm nè, hoặc như giống nhóm chứng khoán nè, giảm rất kinh khủng luôn nè, đúng không? Nó lại không tăng đó. Thì làm thế nào để chúng ta có thể gọi là quan sát những cái nhóm cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt, nó có khả năng tăng điểm đó? Ví dụ như anh chị mình thấy là HBG nè vẫn giảm, đúng không? Thì cái giai đoạn hồi phục nhịp giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 năm 2022 á, thì banh chứng thép nó không tăng, nhưng những cái nhóm cổ phiếu khác ví dụ như bán lẻ, dầu khí, dòng đạm nó lại tăng đó. Thì cái tín hiệu ở đâu để mà chúng ta nắm bắt được? Anh chị mình lưu ý là đó đều là những cái tín hiệu về dòng tiền cả. Em lấy ví dụ như cổ phiếu BSR nè, tại sao nó tăng điểm được? Anh chị mình thấy ha, nó tích lũy nè, đúng không? Nó cân bằng đáy nè, nó không có yếu tố giảm sâu nữa nè. Đó, thì nếu như anh chị nè chúng ta mua được giá tốt á, là sẽ mua vùng dưới này. Còn nếu như mình không mua được vùng dưới này, mình cái điểm mua chuẩn của mình là ngay tại cái vùng nền tích lũy nè, đúng không? Nền trong nền nè. Đó thì cái điểm mua chuẩn sẽ là quanh cái vùng giá 23 chấm ít này. Đó thì có tín hiệu dòng tiền vào, ok là cổ phiếu bắt đầu một cái nhịp đẩy giá ha, đều là những cái tín hiệu dòng tiền cả anh chị. Anh chị mình thấy dòng tiền nè, trước cái giai đoạn mà cổ phiếu nó cân bằng đúng không, sideways, thanh khoản ảm đạm đúng không, nhà đầu tư không có chú ý nhiều, nhưng chỉ cần cổ phiếu nó khởi sắc hơn, cái thanh khoản nó cải thiện hơn một chút là bắt đầu mình có thể để ý được cổ phiếu này rồi. Nhưng quan trọng một điều là cái xu hướng về giá của cổ phiếu nó phải tốt nha anh chị nha. Rồi ví dụ như cổ phiếu DCM dòng đạm thì như thế nào, cái tín hiệu nó như thế nào? Đây anh chị mình thấy đạm á, thì nó đánh khó chịu hơn một chút. Cái nhóm này thường là nó giảm chữ V, nó tăng chữ V. Nếu anh chị nào chúng ta đầu tư cái nhóm này mình đều biết đánh rất là khó chịu luôn á. Đó thì anh chị mình thấy nè, nó tạo tạo đáy và nó đi lên, nó có những cái yếu tố cân bằng đúng không? Đó và sau đó là có những cái tín hiệu dòng tiền đẩy giá nè. Đó, một cái phiên dòng tiền lớn đi vào là cổ phiếu bắt đầu một cái nhịp đẩy giá tiếp theo
Đó, hoặc như cổ phiếu FPT nhóm bán lẻ đi. Thì anh chị mình thấy cũng là cái tín hiệu dòng tiền vào thôi, đúng không? Mình đang khóa lại cái trục ha. Thì có phải là giai đoạn này tích lũy nè. Đó, tích lũy test cung nè. Bắt đầu có một cái điểm break nền nè, đúng không? Khối lượng lớn nè. Đó, thì đây là cái tín hiệu dòng tiền vào trong cái giai đoạn đó. Và đây là những cái tín hiệu để mà chúng ta dựa vào. Chúng ta đầu tư những cái mã cổ phiếu nó có khả năng đi lên, anh chị lưu ý ha. Đó thì FPT trong giai đoạn đó cũng có một cái giai đoạn tăng điểm rất tốt nè, đúng không? Còn ví dụ cùng một thời điểm luôn, anh chị mình đầu tư như BID nè, có lãi không? Hoàn toàn không có lãi, đúng không? Anh chị mình thấy nó đâu có tiền vào đâu, cơ bản là nó hồi phục theo thị trường chung. Đó, nếu mà không có dòng tiền vào cổ phiếu, sao? Thị trường không ổn nó rất là dễ bị điều chỉnh lại, đúng không? Hoặc là như RSI nè, cái đợt đó là ai nắm chứng khoán là kinh khủng luôn anh chị ha, rơi mà nó không có một nhịp hồi luôn, mà nó rơi chắc phải 2 tuần, tuần nào nó cũng rơi hết, ngày nào mở phiên ra nó cũng rơi, mở gấp đa nó vậy, như vậy rất là kinh khủng đó anh chị mình thấy nè, đúng không? Không có dòng tiền vào nè, đó một cái phiên đổ volume nè, nhưng mà không đóng cửa cao nhất phiên nè, sau đó tích lũy lại nhưng khối lượng không cạn kiệt nè, rủ về đó, thì đều có những cái tín hiệu cho anh chị mình gọi là quan sát những cái nhóm ngành, những cái mã cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt. Thì nếu như anh chị mình gọi là không muốn bỏ lỡ cái nhịp sóng á, thì anh chị mình có thể về đồng hành cùng room khách hàng. Room khách hàng là cái room chính thức ha, tức là anh chị nào có tài khoản VBS thì có tài khoản VBS và có cái ID của em quản lý á, thì mình sẽ gọi là update nhanh nhất tại hệ thống room khách hàng. Còn cái hệ thống room cộng đồng á, thì mình sẽ update chậm hơn, cũng như là nếu như anh chị theo dõi video á, thì cái thời điểm nó cũng sẽ chậm hơn, đúng không? Bởi vì là sau khi kết thúc phiên giao dịch thì em mới lên video đó. Thì nếu như anh chị nào chúng ta không muốn bỏ lỡ cái nhịp sóng thứ hai, cũng như là những cái nhóm ngành có khả năng dẫn sóng á, những cái cổ phiếu mà nó có khả năng sinh lại lợi nhuận cao nhất, thì anh chị mình có thể đồng hành với em qua số điện thoại là 0345 548 188, liên hệ để mà em hỗ trợ anh chị mình ha. Chỉ cần anh chị mình có tài khoản VPS thôi là em sẽ hỗ trợ anh chị mình rồi, hoàn toàn không mất phí tư vấn hay là cái gì cả anh chị nha, và anh chị mở tài khoản mình cũng miễn phí luôn chứ không có tốn phí đó. Dạ rồi, thì một số cái điểm lưu ý về cái xu hướng thị trường tuần tới, cũng như là cái cách giao dịch, cũng như là những cái tín hiệu để mà anh chị mình theo dõi vận động của cổ phiếu. Còn bây giờ thì em sẽ đi cập nhật một vài những cái nhóm cổ phiếu để mà anh chị mình đang có nắm những cái nhóm cổ phiếu này, những cái dòng này thì mình định hướng được cái chiến lược hành động ha. Ví dụ như nhóm ngân hàng đầu tiên đi. Thì về cơ bản á, sau khi mình quan sát hết một vòng rồi thì em đánh giá là cái dòng ngân hàng là cái dòng mà nó vận động có thể gọi là được xem ổn định nhất trong tất cả các dòng, và nó giữ được xu hướng tốt nhất đó, nó có sự đồng thuận cao giữa các cổ phiếu về cái mặt giữ giá tốt, anh chị mình lưu ý ha. Còn ví dụ như những cái nhóm khác như là dòng chứng khoán hay thép á, nó đang gặp cái áp lực điều chỉnh đó, nhưng cái dòng ngân hàng nó lại neo giữ được cái xu hướng đi ngang nè, hoặc cái xu hướng tích lũy đi kênh trên. Và dòng ngân hàng ở đây thì em sẽ chia ra hai nhóm để mà anh chị mình lưu ý. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm cổ phiếu giữ được xu hướng tích lũy vùng trên đó, ví dụ em note lại để anh chị mình dễ ha. Nhóm 1 nè, mình có cổ phiếu CTG nè, cổ phiếu BID nè, cổ phiếu Liên Việt, cổ phiếu OCB, cổ phiếu VPBank, Liên Việt ha, STB nữa anh chị. Đó, thì những cái cổ phiếu này là cổ phiếu nhóm 1, anh chị lưu ý ha, là nó sẽ giữ được xu hướng tích lũy phía trên. Đây. Tích lũy vùng trên nè. Đúng không? Nền trên nè. Đó, còn anh chị mình so sánh TTG với lại MBBank coi. MBBank nó đang tích lũy phía dưới nha. Nếu tích lũy giống con CTG nó phải tích lũy vùng trên này quanh 19, nhưng hiện tại cái giá của nó đang là 17, tức là nó đang tích lũy lại cái vùng nền dưới, thì MBBank nó sẽ thuộc vào cái top 2 ha, cổ phiếu nhóm thứ hai đó. Thì nếu như anh chị nào đang có nắm cổ phiếu mà nhóm 1 á, tức là nhóm tích lũy nền trên á, thì cái xu hướng nó vẫn khỏe hơn rất là nhiều đó. Và nếu như chúng ta có cái vùng giá vốn tốt thì chúng ta cứ việc nắm giữ nha. Còn mua mới thì anh chị mình cũng ưu tiên cái nhóm thứ nhất luôn. Nếu mà như mà nó có những cái trạng thái ví dụ như tích lũy nè, ok nè, đúng không? Tích lũy kỳ cung nè,
giữ giá tốt này, thì lúc đó chúng ta vẫn sẽ ưu tiên cái nhóm 1 hơn là cái nhóm 2. Lưu ý ha. Đó thì nhóm 1 mình nghĩ sang ví dụ như CTG nè. CTG anh chị mình thấy giữ giá khá là ổn đúng không? Tích lũy kỳ cung thì ở đây nó đang thiếu một cái ngọn gió đông thôi, đẩy giá cổ phiếu lên, một cái dòng tiền vào ha. Đó thì thường là em kỳ vọng là tuần sau là cái dòng ngân hàng, những cái mã nào cổ phiếu nó tích lũy, nó kỳ cung á, thì nó sẽ bắt đầu khởi động về cái dòng tiền để mà nó kích thích được cái tâm lý giao dịch, kích thích được cái trạng thái mua vào đúng không? Bởi vì nếu như dòng ngân hàng tăng thì nó sẽ lôi kéo được những cái dòng khác tăng anh chị. Còn ví dụ như những cái dòng nhỏ nhỏ khác như khu công nghiệp hay là đầu tư công nè, hay đạm nè, nó tăng á, nó không có kéo được cái tâm lý giao dịch, cái tâm lý mua vào của những cái nhóm cổ phiếu khác. Đó nên thành ra mình rất là kỳ vọng cái dòng này là cái dòng nó kích thích được cái lực mua trên thị trường. Đó nên là anh chị mình lưu ý ha, STB nè cũng tích lũy được cái vùng trên nè, đúng không? Kiệt cung nè. Đó, nhưng mà con này á, tại vì là nó chưa có những cái yếu tố điều chỉnh, những cái mốc chiết khấu đủ tốt. Đó thì em kỳ vọng là cái yếu tố tích lũy nó sẽ siết chặt hơn nữa. Đó, nên là đối với STB á, trường hợp mà nó neo neo ở đây tốt nè, thì nó có khả năng ha, nó sẽ quay về nó test lại cái vùng đỉnh 24. Nếu như anh chị nào mua giá cao trên này thì em khuyến khích nó về tới đây mình nên hạ trước nè. Về bờ nên hạ trước đi. Rồi sau đó cổ phiếu nó vận động như thế nào thì mình sẽ quan sát lại sau. Đó, mua hồi lên để hạ nha, chứ không phải hồi lên tăng điểm đó mà chúng ta mua vào đâu. Bởi vì anh chị mình biết á, nếu mà mua nó phải có một cái xung lực dòng tiền đủ tốt nè, đúng không? Và chúng ta phải nghĩ sang cái xu hướng của VN Index nó phải ổn định. Chứ mà VN nó không ổn định á, thì ví dụ như ok, hôm đó dòng ngân hàng nó tăng, nhưng mà VN nó xu hướng giảm, ngày mai dòng ngân hàng nó giảm lại liền. Đó, bởi vì là thị trường đang có xu hướng gọi là gì anh chị, hạ đỉnh hạ đáy mà, đúng không? Nên thành ra anh chị mình lưu ý là cái cách giao dịch ở thời điểm hiện tại nó cũng sẽ tương đối khác một chút. Lưu ý ha. VB thì VB tích lũy. Tích lũy nè, kỳ cung nè. Đó. Thì nhìn chung cổ phiếu này mình cũng đang kỳ vọng cái nhịp dòng tiền số 3. Đúng không? Nhịp thứ nhất nè, nhịp thứ hai nè, không vượt được nè thì thành ra trên này bị kẹp cũng tương đối nè. Đó thì con này nếu mà muốn vượt cái vùng giá 19 nó phải cần dòng tiền quyết liệt. Đó, ví dụ như là một cái dòng tiền đẩy giá đâu đó phải tầm 60 triệu cổ phiếu đúng không? 70 triệu cổ phiếu thì nó mới vượt được cái vùng cản mạnh trên này. Anh chị mình lưu ý ha. Mà thời điểm này cái dòng tiền lớn vào á đâu phải dễ đâu. Đúng không? Trong cái bối cảnh kỳ cung mà thiếu lẫn cầu như thế này thì cái việc này là mình phải chờ thôi anh chị. Đó. Rồi ví dụ như OCB thì cổ phiếu này nó hơi bo cung, với lại con này nó đánh trong ATC không à. Anh chị mình để ý ha, 15 phút nè. Nó tàn kéo trong ATC. Này là mình không biết đường lần luôn anh chị. Đó. Mở gáp ATC nè, mở gáp ATC nè. Khó chịu không? Khó chịu. Đánh rất khó ha, nên thành ra những cái mảng cổ phiếu này mình không ưu tiên tham gia bởi vì mình đâu có phân tích được đâu. ATC là một cái yếu tố hoàn toàn khác rồi. Ví dụ như BID nè. Trên cũng kênh trên nha anh chị nha. Thứ nhất là con này nó vẫn giữ được cái nền trên nè, nó không bị quay về cái vùng nền dưới là vùng dưới này của nó nè. Đó. Nhưng một cái điểm khó hiểu cổ phiếu này đó là gì? Nó bị bán trong ATC. Cái phiên hôm thứ 6 anh chị mình thấy nè, bị bán khối lượng lớn, đóng cửa thấp nhất phiên, rất là xấu đúng không? Nhưng mà cái yếu tố giảm điểm của nó lại xuất phát ở ATC. Những cái yếu tố này mình không có phân tích được, rất khó nha. Nè, anh chị thấy nó mở cái gap down trong ATC là khối lượng lớn luôn. Thì mình nó bị nằm ngoài cái phạm vi mình kiểm soát rồi. ATC là mình không có kiểm soát được. Đấy thì thành ra nếu như anh chị nào mà chúng ta mua cái điểm break của BID á, thì ví dụ như hàng về mình hạn chế bán giúp em, để xem coi cổ phiếu này nó phản ứng đầu phiên ngày mai như thế nào thì khả năng em đánh giá là có trả điểm nha, có trả điểm. Nhưng mà nếu như con này cái xung lực nó yếu á, thì em khuyến khích anh chị mình cổ phiếu là cổ phiếu nó hồi lên thì mình nên hạ. Rồi sau đó là mình chờ cổ phiếu nó có một cái trạng thái cân bằng thì lúc đó mình sẽ xem xét sau. Bởi vì anh chị mình lưu ý là cái phiên này nè, cũng không ít nhà đầu tư mình mua đâu. Đó, nên thành ra cổ phiếu nó tăng lên á, nó sẽ gặp cái áp lực bán ngược trở lại. Đó, nên chí ít là nếu như cổ phiếu này có hồi lên được trong phiên thì những anh chị nào mua giá cao thì ưu tiên là chúng ta bán trước, rồi sau đó là mình quan sát cái vận động phía sau này rồi mình mới xem xét là có nên mua hay không ha. Thì đó là cái cách tốt nhất.
còn đánh như thế này đâu phân tích được anh chị. À, đúng thì rất đúng kỹ thuật luôn nè, tích lũy kỳ cung dòng tiền đi vào chuẩn không, nhưng mà tự nhiên hàng về cái nó ép hết, nhưng mà nó lại xảy ra trong ITC nữa, rất khó để mà xử lý đúng không đấy, thì thành ra cũng lưu ý giúp em vấn đề này ha. Rồi ví dụ như ACB, nhìn chung ACB đang có xu hướng nó đi xuống, là lại lại xuống nè, thì con này anh chị mình phải chờ nha. Nếu như anh chị nào mua tại nền nè, vi phạm cái điểm em báo quản trị rủi ro thì buộc phải cắt nè. Còn mua mới hiện tại là vẫn chưa ưu tiên nha. À, rồi SHB tích lũy vùng dưới nè. SHB thì cũng cũng thuộc cái nhóm số 2 nha anh chị nha, tức là nó tích lũy vùng dưới á đó. Techcombank cũng thuộc tích lũy dưới luôn, nhóm số 2 luôn. ACB nhóm số 2 nè, TB nhóm số 2, MB nhóm số 2, BID nhóm số 1 đó. Rồi đó là đối với cái nhóm ngân hàng thì anh chị mình thấy là đa phần giữ giá là chính đúng không đó. Rồi ví dụ như mình đi sang nhóm chứng khoán thì nhìn chung nhóm chứng khoán này á nó đang có xu hướng điều chỉnh trở lại, với nhóm thép cũng điều chỉnh luôn đó, bởi vì là hai cái nhóm này trong cái giai đoạn vừa rồi cũng tăng khá là nhiều và nó cũng tạo cái sự FOMO nhất định đó, nó có một cái nhịp bull trap nè, tăng giảm cuối phiên nè, rất khó chịu đúng không đó. Thì thành ra đối với nhóm cổ phiếu như chứng khoán á, anh chị mình để ý con HCM này giùm em, tức là cái con này là cái con nó đang có xu hướng test đáy trước và nền đáy, thì anh chị mình có thể theo dõi. Ví dụ như con này trong cái thứ hai thứ ba nếu mà nó test đáy ổn ha đó, nếu mà nó giữ được cái vùng đáy trước, nó có tín hiệu gọi là gì, test hai đáy thành công, thì ok lúc đó vận đi của chúng ta sẽ có khả năng test đáy và có khả năng cân bằng quanh cái vùng này. Con này có thể gọi là cái con chỉ báo á, anh chị mình có thể gọi là quan sát cổ phiếu này, nó cho cái tín hiệu đi trước á. Nếu mà con này nó ổn nè thì có khả năng vừa đi của chúng ta nó sẽ dừng lại cái mốc hai đáy và bắt đầu cân bằng và đi lên. À, anh chị thông cảm để em ra đóng cái cửa sổ lại ha, trời đang mưa á. Rồi thì đó là đối với cổ phiếu HCM, cái vùng hỗ trợ cũng là ngay cái vùng 19.5 luôn, và tới đây thì cũng hạn chế bán và chúng ta phải quan sát cái yếu tố đỡ giá. Đây cũng là vùng hỗ trợ của cổ phiếu rồi nè đó. Còn nếu như cuối phiên nó đóng cửa thấp hơn thì buộc mình phải hạ thôi anh chị, đó là kịch bản rất là xấu ha. Rồi SSI nè cũng đang có chiều hướng quay về test cái vùng đáy 10 17 nè đúng không. VCI cũng có xu hướng quay về test đáy đó. Nhìn chung anh chị mình thấy nhóm chứng khoán thì nó có thiên hướng là vận động theo và đi nét ha, nó cũng tạo một cái đáy ngắn hạn rồi đang có xu hướng là lại lại xuống rồi đó. Nhưng mà con HCM là con cho tín hiệu đi trước rồi nè đúng không, giảm rất là sâu rồi, có xu hướng test đáy liền rồi đấy, nên thành ra nếu mà con này nó giữ được cái đáy trước nè, nó cho cái tín hiệu tạo hai đáy nè, thì vấn đề của chúng ta có khả năng tạo hai đáy và đi lên chứ không có test thủng đáy ha. Còn nếu như con này thủng đáy thì xác suất vấn đề index thủng đáy cũng là có nhé đó. Để xem theo dõi cái phiên sắp tới như thế nào. Dạ rồi thì tiếp theo mình đi sang nhóm thép đi. HBG tích lũy đúng không, tham chiếu thôi. HSG cũng đang có chiều hướng quay về test cái đáy trước nè đó, vận động đều như nhau cả anh chị. Thì nếu như anh chị nào có nắm Nam Kim á, cái vùng hỗ trợ sẽ là quanh cái mốc 11 này, 11.2 này đó, tức là cái vùng đáy trước nè, nếu mà nó giữ được á ok chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ và có khả năng nó sẽ quay về test lại cái vùng hỗ trợ nền trên là vùng 13.14 đó, thì lên tới đây mình canh hạ nè là được. Còn nếu như mà nó không giữ được cái đáy trước mà nó đạp thủng thì buộc mình phải hạ thôi đúng không, bởi vì cái xác suất mà cổ phiếu nó tìm về những vùng sâu hơn, hỗ trợ sâu hơn là rất là cao đấy, nên thành ra nắm càng lỗ thêm đó, nên là lưu ý ha. HSG cũng tương tự luôn, hỗ trợ sẽ là quanh mốc 10.7, quanh cái vùng đáy trước này. Còn mua á, nếu mà đối với cái nhóm thép cũng như là cái nhóm chứng khoán á, anh chị mình phải chờ cho cái tín hiệu, một là nó test hai đáy thành công và nó có cái xác nhận điểm hướng lên, có yếu tố xác nhận về cái thanh khoản cải thiện chứ không phải là những cái yếu tố tăng điểm nhưng mà thanh khoản thấp, thì lúc đó mình cũng không nên mua vào.
nha, bởi vì nó không có đủ độ tin cậy. Nó phải có yếu tố tạo ha đáy nè, điểm pivot hướng lên nè, à, thì nó mới là ok. Đây anh chị mình thấy nè, test không ba đáy luôn, có điểm pivot hướng lên nè, là sau đó đây ha nè, bùng nổ về dòng tiền nè, là sau đó cổ phiếu bắt đầu một cái xu hướng tăng điểm nè, đúng không? Nó phải có xác nhận đã, nó phải có yếu tố. Ở đây là test ba đáy nè, hướng lên đó, còn ở đây là phải có test tính, ví dụ như ít nhất là phải hai đáy ha, thì chúng ta mới có thể canh lại được. Còn nếu như nó thủng đáy thì buộc mình phải chờ thêm đó, chứ cũng không có và bắt quá sớm, lưu ý ha. Để rồi thì tiếp theo mình đi sang nhóm dầu khí, thì nhìn chung nhóm dầu khí ở tuần vừa qua chủ yếu là giữ giá thôi. Thì nhóm này cũng như là cái nhóm ngân hàng là hai cái nhóm cái mặt vận động về giá nó khá là ổn định, nó không tăng nhưng mà nó cũng không giảm, nhìn chung là không tốt cũng chả xấu đấy đó, nhưng mà nó đang thiếu về cái xung lực dòng tiền đó, để đẩy giá cổ phiếu lên. Ví dụ như BVD thì may ra nó còn giữ đi ngang được, còn ví dụ như BVS thì nó đang có chiều hướng là lài xuống, đúng không? BLC thì thuộc đầu tư công rồi, BVB thì cổ phiếu này nó có game chuyển sang hold xe nên là nó mới đánh như thế này được, ai biết game mới đánh anh chị ha, còn không là rất khó để đánh. Cổ phiếu này bao cung không phân tích được. Rồi ví dụ như BSR tích lũy vùng dưới, cổ phiếu này hơi yếu. Nếu mà dầu khí thì mình chỉ thích BVD thôi, hoặc có thể là BVS ha, chứ BSR em thấy nó vẫn chưa có những cái tín hiệu nào nó đi trước cả. Nó vận động chậm hơn những cái mã cổ phiếu khác nữa đó. Thì đó là về nhóm dầu khí. Ví dụ như PAL, PAL thì cũng tích lũy nền dưới thôi, nhìn chung cổ phiếu này hồi đợt tăng đúng một cây cái xong tự nhiên nó giảm luôn. PAL thường mà nó tăng anh chị là chỉ báo là vn index nó giảm. Cái con này nó đánh vậy á. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi sang cái nhóm ví dụ như đầu tư công đi. Thì đầu tư công á là tuần vừa qua là cái tuần mà nó có khá là nhiều thông tin bổ trợ tích cực, điển hình là cái việc khởi công dự án cao tốc Bắc Nam nó lên, thành ra là nhóm này nó cũng rục rịch nó tăng điểm. Ví dụ như CKG nè, đúng không, cũng tăng nhưng mà không có khối lượng đâu mua được, hồi lên canh bán thôi, ai kịp canh bán thôi, đúng không? KSB có yếu tố bùng nổ thanh khoản nhưng cái cản quanh cái mốc 19 năm vẫn chưa vượt được, anh chị mình phải cực kỳ cẩn trọng nha. Mua mà chúng ta mua đuổi mà khi cổ phiếu nó về kháng cự nó vượt không thành công á là rủ rất là kinh nhé đó, nên là phải cực kỳ lưu ý đối với những cái mã như KSB á, tại con này thanh khoản thấp nên là mình cũng không thích lắm anh chị. Thanh khoản thấp thì đâu có vào được một cái số lượng lớn cổ phiếu đâu, đúng không? Vào hết vào lớn cái mình thành cổ đông lớn luôn sao, lái nó nhốt luôn sao đó, thì thành ra đối với những cái mã này thì em cũng không ưu tiên, mà quan sát cái cách vận động của cổ phiếu xem cái nhóm này như thế nào đó. Thì đối với KSB anh chị mình phải cực kỳ lưu ý, vùng cản 19.5 vẫn chưa vượt được nha. Cổ phiếu tăng điểm với khối lượng lớn không đồng nghĩa là nó sẽ vượt được cái đỉnh trước đó, nên là lưu ý muốn mua thì phải chờ cho cái phản ứng khi mà về lại cái vùng kháng cự nó như thế nào, tích lũy có tốt hay không nè, kỳ cung hay không đó. Rồi ví dụ như VCG, VCG thì lại 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 đi lên, con này cũng có một cái cản quanh 18 18 chấm x đó, lên tới đây canh hạ giúp em. LCG cũng có cái cản nè quanh cái mốc 8 nè, đúng không, canh hồi lên thì hạ anh chị nha, chưa có những cái điểm mua đâu anh chị. Mình thấy tổng quan á, mặc dù nó tăng nhưng mà nó không phải điểm mua, tại vì ngay vùng phía trên là những cái vùng cản rồi đó anh chị. Mình mua mà chúng ta mua ngay vùng kháng cự nó không có an toàn, nó là như thế, mình phải chờ cho cổ phiếu nó phản ứng như thế nào mình mới có những cái điểm mua tốt được nha. VGC nè, đầu tư công mình nhìn sang một vài mã thôi anh chị. Nếu như BLC thì cũng tăng ok nè, xu hướng con này ổn nha. Nó lại con này nhưng mà con này thanh khoản bé quá, thanh khoản rất là bé. Nó lại cổ phiếu này trong nhóm đầu tư công ha. Rồi tiếp theo là nhóm trụ bán lẻ đi, BVH nè, thanh khoản yếu nè, DG One đúng không? DG One đó anh chị mình thấy nè, hai đỉnh nè, đúng không, mua trên này là chết liền đó. Cứ thấy cổ phiếu nó tăng nhưng mà mình đâu có biết là cổ phiếu nó vượt được hay không đâu đó, mình phải quan sát cái phản ứng coi cái dòng tiền xung lực có đủ mạnh nó vượt được cái vùng đỉnh hay không, hay mua là phải chờ nó tích lũy lại rồi mới mua
đó, chứ mà mua thấy nó tăng tăng nó mua cái dễ dễ dính chỉnh là hàng về cắt lỗ liền, không cắt lỗ là bây giờ có giá thấp hơn nữa nè, đúng không? Đó, nó là như thế. Giai đoạn này anh chị mình đừng có mua đuổi ha, mua đuổi rất khó để mà chúng ta có lãi lỗ đó. Giai đoạn hạ đỉnh hạ đáy mà cái cách giao dịch nó khác rất là nhiều, chứ không phải là nó giống như cái giai đoạn mà anh chị mình mua đây nè. Thấy con này là tăng tăng điểm mua vào cũng có lãi, tại vì ngày hôm sau nó lại tăng nhiều hơn ngày hôm trước, nó cứ vậy đó, nó tập cho anh chị mình một thói quen, đúng không? Mà giai đoạn mà vừa đi nó đang chiều hướng đi xuống như thế này mà thấy tăng mua rồi ngày mai có giá thấp là anh chị mình bán là cứ cắt lỗ hoài đó. Đó, mình phải có một cái cách nó giao dịch nó khác hơn một chút ha. Rồi, đó là những cái chia sẻ của em trong buổi video ngày hôm nay. Nhìn chung là chúng ta vẫn phải chờ thêm về cái những cái tín hiệu của thị trường, không mua bán quá vội trong cái giai đoạn này. Đầu tư thì cũng có lúc, chứ không phải là lúc nào mình cũng mua mua bán liên tục được, anh chị lưu ý ha. Đó, thì khi nào thời điểm nó chín mùi, nó có những cái tín hiệu hỗ trợ cho cái xu hướng tăng thì em sẽ lên video mà cập nhật tình hình với anh chị mình, cũng như là nếu mà cái chiến lược đầu tư nó thay đổi thì mình cũng sẽ update cho anh chị mình luôn. Đó, thì cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến hết buổi video ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại anh chị mình ở những cái video tiếp theo. Chúc anh chị một cái năm mới thật là vui vẻ bên gia đình và người thân, cũng như là một năm đầu tư chúng ta thành công hơn trong cái giai đoạn trước ha. Dạ rồi, xin chào bạn, gặp lại anh chị mình ở những video mới.